Nằm trên trục đường quốc lộ 14, một công trình biệt thự cổ điển mà Louis thiết kế và đang thi công hoàn thiện, gồm nhà chính cao 4 tầng có hồ bơi, một nhà gỗ và một bể cá koi và cá rồng vô cùng lớn. Cùng theo Louis khám phá công trình nhé! Hôm nay là một ngày nắng đẹp, màu trắng và xanh của ngôi nhà giống như xanh của bầu trời và trắng của mây vậy. Tường rào ngoài cổng chính đang được tô trát và thi công phần vào, đảm bảo độ bền cho các vật liệu trang trí thì Louis chọn xi măng cho trang trí vào giữa ngoài trời, như vậy sẽ chịu được nắng gió hoặc thời tiết khắc nghiệt mà vẫn bền đẹp. Ngôi nhà có diện tích rất lớn, không tính vườn lan phía sau mà chỉ tính diện tích đang được xây dựng thôi khoảng 1.800m², với chiều dài hơn 45m và chiều rộng hơn 40m. Hố bê tông cốt thép rất lớn, phía dưới là hai bể cá. Phần nước phía trên sẽ chảy thành dòng thác xuống phía dưới. Hồ trên cao sẽ chứa cá rồng, hồ dưới thấp sẽ chứa cá koi. Chủ nhân có thể ngồi ngắm cảnh cùng bạn bè chiêu chiêu. Bên cạnh là nhà gỗ dài hơn 17m, rộng hơn 14m, dùng là gian trưng bày hoặc là không gian cho những bữa tiệc lớn với nhiều khách mời. Nhà tơ ba đời review nhưng cũng rất bất ngờ với căn nhà gỗ này, với rất nhiều cột đỡ, đường kính khoảng 35cm, nguyên khối lớn, trên mái cũng như vậy. Tới nhân vật chính trong video, tòa biệt thự đã được bả bột và hoàn thành hơn 90% khối lượng sơn nước. Xuống dưới tầng hầm, các anh thợ đang ốp lát cầu thang. Để có được những tấm đá vừa khớp với cầu thang thì sẽ không thể mua về là ốp ngay được. Thay vào đó, khi nhận gạch miếng lớn từ nhà máy, người thợ sẽ đo đạc và cắt đá vừa đủ với cầu thang. Quan trọng là phải bài biện nó để tránh gây tổn thương khi chạm vào các khớp cạnh của đá. Lên trên tầng 2, toàn bộ sàn được lát đá khổ lớn, đang vệ sinh lại và chuẩn bị lắp đặt nội thất cho căn phòng. Phòng này trên tầng thượng dự kiến sẽ là phòng tập gym của gia chủ. Trở lại với ngoài nhà, một hồ bơi rộng 86m², từ nông tới sâu, phù hợp mọi thành viên trong gia đình, đến với một không gian siêu vui nhộn, giúp gắn kết mọi thành viên trong gia đình hoặc cùng bạn bè vui vẻ. Giới thiệu không gian hát karaoke với rất nhiều hệ thống loa cùng đèn LED nhiều chức năng đang được anh em Louis thi công. Hôm nay thì Louis tạm thời review nhanh qua cho quý vị và tất nhiên sẽ còn nhiều video thi công thu và hoàn thiện sẽ được cập nhật thêm nhé. Quý khách có nhu cầu thiết kế, thi công biệt thự đồng thời sản xuất và lắp đặt nội thất gỗ, hãy liên hệ Louis ngay nhé 0909503838. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.